chào quý vị các bạn, hôm nay chúng ta sẽ về tham quan làng lăng Ăn Bàn Huế. Đây là làng lăng độc đáo nhất của Việt Nam và làng lớn nhất Việt Nam. Cái lăng này là lăng lớn nhất ở đây, được xây dựng hơn 5 tỷ đồng cho cái lăng này. Lăng này được khảm sơn sử rất là đẹp theo kiến trúc vua chúa. Đây là khảm sanh sử rồng phùng lân quy hạc. Đây, kiến trúc cái lăng ô đỏ lên đây là những phân bố. Lăng này là lăng to nhất ở đây rồi. Trong này có mấy cái khảm sơn sử về văn hóa Việt Nam thời xưa, cây đá diện được xứng đình châu để em ngồi trên châu thời sáo. Yeah. Bức tranh quê hương hùng vinh khởi sắc, có ông ba có 9 người con, 8 trai 1 gái cùng với nhà hạnh phúc của gia đình. Lăng này là có 8 trụ biểu rất là to. Tám trụ biểu này là giống như những lăng mộ của vua chúa Thiêu Nguyễn. Thường tượng lăng mộ là có những trụ biểu rất là lớn. Mọi người nhìn thấy rất là hoành tráng. Rồng phùng hạ cưỡi rùa. Lăng lưới quý phụng là bức tranh cánh đồng quê hương, nương vương nhà cửa thuở đầu sơ khai của ông bà. Đây là nương vương nhà cửa của đầu sơ khai của đấy ông bà tổ tiên của cái ngôi mộ này. Đây là cảnh biển quê hương, ở đây rất là gần biển. Đây là thuộc xã Vinh An, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang. Hồi xưa đây gọi là làng Hà Úc. Quý vị các bạn có thể xem lăng mộ xung quanh rất là đẹp, rất là lăng lớn. Ở đây là người nào mà xây lăng sau là to và đẹp hơn. Những người xây lăng cũ, họ thấy lăng mình cũ và nhỏ hơn thì họ sẽ
đập xây lại lăng mới, to hơn và đẹp hơn. Lăng ở đây rất là nhiều tiền, 50.000 đến mấy trăm nghìn đô cho một lăng. Ở đây lăng nào cũng dùng cái khảm sơn xịt đẹp. Ôi, lăng bao la luôn, lăng nào cũng to đẹp hết. Tây đi tham quan lăng, việc con chọn được lăng mới chứ ạ. Đi chọn mẫu để xây. Đây là có nhiều, đây là một phần của trong khu vực này thôi quý vị và các bạn. Đi xa hơn nữa là nhiều hơn nữa. Về coi trâu ăn cỏ bà con ơi. Cảnh quê hương bình yên, nắng lấy cái chổi đứng mà quẹt cho khỏe chú. Lấy cái chổi chổi cao 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 mà quẹt lấy ngồi rồi quẹt trước. Xe mua vô mà đổ sàng như như thế hả? Xe nọt á. À. Bóng cái bẩn xấu á. Dạ. Hẳn 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 không không bỏ cái bạc à? Đi về hướng đông, hướng này cũng lăng cũng nhiều lắm. Đây là tập kết vật liệu xây dựng lăng. Đâu, nằm nghỉ. Cao quay toàn cảnh mọi người thấy đó, cảnh lăng mồ đấy. Lăng bự, lăng to, lăng đẹp hết. Video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.